Rồi. Rồi chào tất cả anh em. Thì hôm nay tiếp tục cái cuộc chiến tiếp theo anh em ơi. Thì hôm nay mình làm cái buổi livestream tiếp theo thì mình có livestream 16 giờ hàng ngày thì trên YouTube của mình. Thì anh em cũng ủng hộ giúp mình anh em ơi. Thì mình cũng làm cái kênh YouTube cũng xin sao để muộn, thì cũng mới anh em, thì cũng được chưa được 100 sub nên anh em ơi. Thì anh em nào xem cái cậu clip thì anh em ủng hộ giúp mình anh em ơi. Thì anh em nào mà chưa đăng ký thì đăng ký kênh giúp mình nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì cái sự động lực của anh em thì giúp cho mình cũng có một động lực để làm một cái YouTube game cho anh em xem. Thì anh em nào đăng ký thì anh em nào có chưa đăng ký thì đăng ký giúp mình anh em ơi. Thì chia sẻ giúp mình luôn. Rồi, thì anh em nào có vô chơi thì phòng 743484 anh em ơi. 743484. Mới có vô cái ngày nào cũng vô một trận đấu thì cũng có một anh mình đấu anh em ơi. Đột dữ không nội, đột mẹ má đây về xin anh mồ ơi. Đâu rồi. Thì chào mấy anh em đang xem live. Thì mình cũng live stream cũng mười mấy ngày rồi. Thì hôm nay mình cũng được có live bữa nào cũng được có 7-8 người xem live. Thì anh em ơi cũng rất là khổ luôn. Thì anh em ủng hộ giúp mình anh em ơi. Về cãi nhau rồi. Đi gần cho toàn đi ghé đi. Toàn cầm mấy con nữa đi, đi đó đi. Đang đi gần chơi, đánh cho nhanh. Cãi nhau. Thì mình cũng giới thiệu cái kênh YouTube của mình để cho anh em được biết để đăng ký giúp mình anh em ơi. Thì không biết tới chừng nào để mình hết cái cảnh mà giới thiệu cái YouTube nè. Thì mình cũng rất là khó nha mà. Mình đang livestream ở trên xúc bọt đi cáo con ghê thì cáo bố rồi không gì vậy. Rồi vô chọn tàu lao học chưa luôn rồi. Cái gành này gành gì đây? Trời ơi khổ thiệt chứ anh em ơi. Nó đi miết rồi. Thì hôm nay mình nó qua nó dành có thành tiếng chứ gì kìa. Ta ra hay gì đu đi anh em ơi. Ta ra đi mình đi xịt bọt lên nè. Chết rồi chạy.
ông bác ơi, cặp mà kia quấn hoài à. Để chú xíu quấn này, coi em biết liền vậy. Quýnh gà đó. Rồi, chiến thôi anh em ơi. Thì trận đấu hôm nay mình đi support anh em. Nên cũng rất là khó khăn anh em ơi. Thì hôm nay mình trận đầu tiên thì mình đi support chung với nói gì? Cái gì nghe gọi đâu đây vậy? Không biết. Không gì nữa. Trời ơi, gì mà nó khổ thiệt chứ anh em ơi, thiệt tình chứ nó đúng khổ luôn á thiệt. Ê, ghê trời. Ghê. Thì cái thằng Egon nó không chịu đi support mà nó đi đường như vậy. Đi support mà đi đường top anh em ơi. Ủa nó không đi top mà đi support. Cái hay gì đây mấy thằng này tuổi tuổi teen hay gì anh em ơi, vô gì, gì game gì dễ vậy anh em. Game gì mà đúng dễ luôn anh em ơi. Cái gì đâu mà nó quá dễ rồi. Thì giờ vô cái gì đâu mà nó quýnh gì tùm lum tùm la hết trơn, mình cũng không gành được. Mày xạo. Game gì quá dễ anh em ơi. Thì hôm nay trận đầu tiên mình không có quýnh cái con ngộ không mà mình quýnh cái con Taga ha anh em ơi. Mình tính đi support mà cái gì đâu mà cái tem mình nó cái con Aegon nó cái con Aegon này nó giành nè. Cũng cảm ơn anh em đã đồng hành nãy cũng trong thời gian qua. Thì mình cũng làm cái clip này cũng mới anh em ơi. Nên cũng YouTube này cũng mới làm à. Thì anh em cũng ủng hộ giúp mình anh em ơi. Game gì quá dễ kìa. Thì cái con Taga này nó cũng rất mạnh anh em ơi.
nó chiều cuối nó cũng hồi máu cũng rất là hay. Về cái con AD này làm gì nó xuống đây nữa rồi. Cái gì mà đi lộn xà ngầu chứ vậy? Mình cũng không hiểu cái tem này nó đi đâu không biết nữa, đi lộn xà ngầu quá chán luôn. Thì tem này không biết cái tem gì đây ta, thiệt tình chứ. Giải đâu giải, ủa sao không giải? Trời ơi, cái gì mình bấm nó giải rồi mà nó không giải kìa, thiệt là khổ luôn á. Thì hôm nay cái tem này quýnh với máy hay gì mình cũng không hiểu luôn em ơi, gì mà quýnh cái gì đâu mà đó. Rồi ok, giết nó luôn rồi. Giờ trận đấu nó quá chán rồi anh em ơi, gì mà tem bạn quýnh cái gì đâu mà yếu quá rồi. Thì chào mấy anh em đang xem live nha. Thì mình cũng mới có làm cái YouTube anh em ơi, nên anh em cũng thương tình ủng hộ cho mình nha anh em ơi. Thì ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp mình nha. Thôi chạy. Cái gì đâu mà nó quýnh như vậy nó, mình chạy còn không thoát khỏi nữa. Rồi cái con gì danh ta, cái con Zanta này nó cũng quýnh, nó bay nó cũng rất là hay anh em ơi. Cái gì vậy? Cái con Aegon này nó biết chơi không thay, cái con Aegon này nó không biết chơi hay gì á. Cái gì vô mà nó đi top nó không đi, mà nó đi support rồi nó không đi, cái gì đâu không hiểu luôn á. Đúng thiệt tình cái ganh kim cương thiệt anh em ơi. Nó quýnh cái gì đâu mà nó đi đường không biết đi luôn, vô nó đi top nó không đi, rồi support nó không đi, mid nó cũng không đi luôn, nó đi tùm lum tùm la hết trơn luôn. Cái gì mà nó gượt từ lưa học dưa cho nó gượt tùm lum tùm la hết trơn anh em ơi, nó gượt quá dữ rồi. Mày gượt ai mày, mày gượt ai vậy? Không hiểu cái thằng này nó đi đâu luôn.
không hiểu nó quýnh sao luôn mà. Triệu Văn này nó mạnh thiệt ông ơi. Thì mới vô nó chết 4-1 rồi. Không chịu gì hết. Đi tớp đâu? Nó vô nó đi tùm lum tùm la hết trơn đây kìa. Thì nó giành đi tớp. Nó vô nó giành đi tớp. Mình tính đi support mà nó vô nó dành đi support. Thì nó không đi support mà nó không đi top đi gì luôn. Không hiểu nó đi đường nào luôn cái con Aegon á. Từ từ chứ mấy em làm gì gấp gáp như vậy. Chết tôi rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Biết lắm mà. Nó đây đánh gì vậy đây nè. Không hiểu luôn. Chấp mà, chấp nó luôn mà. Thì quýnh là không cần nó luôn mà. À, chết với Triệu Văn nữa nè. Trời ơi nó hên rồi, nó chết luôn kìa. Đúng hên luôn. Thì anh em nào chẳng sao có chơi thì cho mình biết nha anh em ơi. Thì tạo tam năm quýnh anh em. Chết cái con Aegon nữa rồi. Vô là nó chết trước á. Vô là nó chết trước á. Nó không khi nào mà nó chết sau chứ. Rồi ok. Thì vô chiến thắng thành em ơi. Thì anh em nào có chơi thì vô chơi anh em ơi, game này quá dễ rồi. Thì cái trận đấu này quýnh với máy hay gì mình cũng không hiểu luôn. Cái thanh này ganh gì mình cũng không biết luôn đó anh em ơi. Thiệt là khổ thiệt chứ. Cái gì mà nó đưa đầu cho chết không mà tem mình cũng vậy.
Thì chào tất cả anh em nha, thì đang xem live nha anh em. Thì anh em nào thân tình thì chia sẻ lên Facebook, hay chia sẻ lên đâu dùm cái video mình đánh anh em ơi. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều. Cái gì đâu nghe con 27. Vô nó không chịu quýnh đây nè. Thì anh em nào có chơi không anh em ơi? Thì anh em nào chơi thì comment cho mình biết cái nè. Thì để mình tạo thêm 5 quýnh anh em ơi. Thì người ta nói đầu xuôi đuôi lọt, không biết hôm nay đầu xuôi hay đuôi lọt đây anh em ơi. Hôm qua thì quýnh cũng thua quá trời quá đất luôn. Thì nghỉ có chơi không nghỉ ơi, thì chơi thì vô chơi nghỉ ơi. Rồi mình quýnh cái con ngộ không đi anh em ơi. Hôm qua quýnh cái con ngộ không cái gì đâu, 28 29 gì không biết nữa. Hai 11 hay gì đó anh em ơi. Cái gì mới chọn tính chọn do anh này giờ đi sụp bọt nữa rồi. Rồi chào em nha. Rồi rồi nó chọn đi đu nó đi miết luôn kìa. Rồi mình chọn ngộ không mà tem nó chọn toàn là trâu hết trơn rồi. Chọn quá trâu vậy, lấy gì đập đây mới nữa, đập nổi không cái tem cái ngành này nữa nè. Thì hồi trước Triệu Vân mình phá chơi lắm anh em ơi. Bây giờ mình không có còn muốn chơi Triệu Vân nữa. Thì Triệu Vân quýnh 4.000 chặn luôn. Rồi, vô thôi.
Thì hôm nay không biết cầm cái con ngủ không này đập nổi hay không nữa đây nè. Đập không thấy có đam chứ vậy. Rồi dướng nó luôn rồi. Toàn hình chạy cũng không được luôn. Qua tính canh mà cái con chịu văn này nó tập trước. Nó ra chiêu trước anh em ơi. Thiệt là khổ thiệt chứ. Thì mình phế mình ăn con rồng luôn. Nga thôi nó đấu không lại Nga Lan đâu. Trời ơi, cái gì hoài vậy ta, thiệt khổ thiệt chứ. Trời ơi. Như vậy đó mà quýnh ăn nó không nổi luôn đó thiệt. Chán thiệt chứ. Đập không có một miếng đam nữa thiệt tình, khổ thiệt chứ. Rồi dập nó chói luôn rồi kìa. Khổ quá rồi, khổ quá rồi.
Sao nó qua đây nè, đón đường nó mà nó qua đây ta? Gì vậy? Chịu văn nè, chịu văn nè, chịu văn nè, chịu văn nè, thiệt tình nè, nãy giờ mình nóng nó nãy giờ rồi. Cái gì đâu mà nó... Ê, ê, bậy ra bởi. Trời ơi, gì mà nó đục mình chết luôn á, thiệt tình không làm gì được luôn á. À, thua nó phế như là phế giặt luôn rồi. Về đi rồi chết Nga Thun nữa à. Thiệt tình chứ. Chấp năm mạng rồi xong luôn. Gì mà không giết cái con anh, cái con chịu văn được nữa, thôi chịu rồi. Rồi phết chỉ một đống mạng kiểu này đây, quýnh hay gì đấm cái gì. À, thua này nó không chịu thủ mà nó làm cái gì vậy ta? Để cho Hạ Lan này nó xanh quá rồi sao mà chơi được. Rồi nó đập rồi thì ở đây chịu dân nó đập một cái một thì về tới đàn ở luôn. Yeah, chào mấy anh em đang xem live nha. Trời ơi.
Em này thua rồi em ơi. Một đống bên đây luôn đây mà sao mãi nổi. Anh là ăn được cái con rồng bỏ mạng xa trường luôn. Trời ơi rút về hết trơn luôn, hai thằng rút về hết trơn luôn, bỏ thằng di đu ở trên đó luôn. Cái gì vậy? Trời ơi đập thiệt tình, đấm mình đập. Đập cái chiêu cuối mà đập không ra luôn á, thiệt tình chứ. Mình tính quay lại mà đập cái chiêu cuối đó rồi mà đục. Thiệt tình nó nóng thiệt. Khổ quá, khổ rồi. Chạy mày đi. Chút xíu nữa tao quýnh với mày. Rồi nó biến mất tiêu rồi. Trâu quá trâu. Trời ơi, tính về mà về không được luôn, thiệt tình chứ. Thôi về cái đi. Mình mới đây cái con Hayate đập nó chết ngắt rồi mà sao kỳ vậy ta. Đập nó chết ngắt rồi nó lên cái giáp hộ mệnh nữa chứ, thiệt tình chứ, giờ này lên giáp hộ mệnh rồi.
Cái gì mà đứng chăng vậy ta? Nó quýnh cái gì mà mình đứng không không đi được luôn á. Trời ơi, nó khổ ông ơi, nó khổ dữ vậy. À, ăn hoài luôn á. Mình tưởng nào tao là ai vậy? Tao là Ngộ Không, nó bét Ngộ Không nó cho mày nghe vậy đó. Lên luôn. Ngáo hả? Mày ngáo hả Triệu Văn? Đánh trụ ra đây. Chứ còn Alan gì cái chiêu nó gì mà nó quýnh và đứng đi không được luôn. Cái gì đâu mà mình vuốt chiêu vuốt không được luôn, cái gì ghê vậy? Thì anh em nào có vô chơi thì vô chơi anh em ơi. Thì cái con Athun này là thằng em trai ruột, nó quýnh gì nó quýnh tệ quá. Trời ơi, 29. Rồi phòng 743 484 anh em ơi. Thì anh em nào có vô chơi thì phòng 73 743 484. Rồi ok. It's your turn to ban. Cái gì đâu mà quýnh Ngộ Không à, càng ngày càng dở. Thì vô bị lép vé gì hoàn toàn luôn, thì đập nó cũng không có đam đúng gì chân. Vô cái con Alan này nó dùng chiêu cuối gì mà đi không được, lết kỳ cục. Còn thêm cái con quýt bà bầu nữa. Quýt bà bầu theo nó đục, nó đấm mình hoài đây. Trận này chơi Batman được anh em ơi. Trận này chơi Batman được không? Cái con quy này quýnh cái gì đây? Giúp chọn nè. Rồi, suy nghĩ thôi. Suy nghĩ quýnh con gì? Diêu đây. Joker, Batman đó hả? Ghê vậy. Trời ơi, nó chơi con chip luôn nè. Thì trận này là trận cuối lên cao thủ anh em ơi.
mình quên ở trận cuối lên cao thủ quýnh cái con ngộ không được rồi, thì mình cầm cái con diêu quýnh trận cuối lên cao thủ rồi. Thì chào mấy anh em đang xem live nha, anh em nào có vô chơi thì comment mình cái xong rồi tạo thêm năm quýnh anh em ơi. Thì trận này trận cuối mình lên cao thủ rồi, thì không biết quýnh đấm như thế nào đây nữa. Thì lên cao thủ thì kim cương quýnh không được nghe anh em, tem 3 thì kim cương quýnh không được thì tạo tem 5 quýnh kim cương mới được. Thì đang quýnh chung với cái con ship chứ cái con quê ghét thì tinh anh không ở kim cương không anh em ơi. Rồi trận này cố gắng quýnh lên cao thủ thì gây được không anh em ơi. Thì mấy cái trận cuối lên cao thủ hoặc tinh anh hay gì đó thì nó cũng rất là tào lao. Thì quýnh nó cũng không có qua vượt qua cái chứng nghi vật nổi luôn. Cuối lên tinh anh lúc nào anh em cũng mà không có qua cái job nổi anh em ơi. Trời ơi cái gì vậy? Cái con quýt bầu này thiệt nóng thiệt. Trời ơi mình chưa ăn được cái trời chán quá trời chán luôn thiệt. Ăn bùa của ai vậy? Ăn bùa của ai vậy? Rồi chết ngắt luôn. Nó qua nó làm mưa làm gió. Nó làm mưa làm gió ha. Trời ơi không kịp luôn kìa. Ảo vậy. Trời ơi thấy cái chiêu không kịp luôn. Ảo thì ghê thiệt chứ. Cái gì vậy ta ơi? Batman hả? Retreat!
Thiệt là tình. Không có một chút xíu đam nào hết trơn. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Rồi nó chớp mẹ nó cái con bùa mất tiêu rồi. Trời ơi nó mạnh kìa, thôi ông nội ơi. Cái gì đâu vậy ta? Cái gì đâu mà nó mạnh ghê gớm vậy? Xong luôn. Xin cái tuổi, xin cái tuổi nào, xin cái tuổi vô đây. Rồi chết rồi, hết chiêu mẹ nó sao chạy. Có nhiều sử dụng mẹ nó hết nhiều rồi. Cái con quýt và bầu này nó ăn có con mạng à, nó ăn mình có con mạng à, nó không có xin mình cái tuổi. Trời ơi, cái gì vậy ta? Trời ơi, ảo thiệt chứ. Thôi ông nội ơi, ảo đúng ảo luôn á. Thôi, 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 quá dở rồi. Dở kêu bằng cực kỳ dở luôn. Chịu rồi anh em ơi. Thì mình quýnh gà nên cũng không có nên trách ai được hết trơn anh em ơi, quýnh quá gà rồi.
Thì hôm nay cái điện thoại nó bị cái gì á, mình vuốt cái chiêu không được. Rồi. Cái gì mà vừa sử dụng cũng sử dụng cái chiêu rồi hút vô làm cái gì? Mất tiêu qua chiều cuối rồi. Có không ăn thiệt luôn. Tức mà cái tay nó ra mồ hôi quá, quýnh không được gì luôn á. Rồi mày bắn ai vậy? Mày bắn ai vậy? Rồi chịu. À, nó chửi mình ngu luôn kìa, ghê không?
Rồi bên đây chủ rồi, nát ba đường luôn rồi. Đánh không được với nó luôn. Phế quá, phế rồi. Trận cuối mà đánh lên cao thủ kiểu này là xong rồi. Xong luôn. Chết thiệt chứ. Đi lên trên đó làm chi không biết nữa. Láo hả mày? Đây nó đang ăn cái con rồng, bị con rồng giết luôn rồi kìa. Đây, hên là cái con AD của nó ngáo anh em ơi. Hên thì AD của nó ngáo. Hay quá. Gác hả gác? Đây, nát ba đường là xong luôn đó, nát ba đường là xong luôn đó. Rồi nát ba đường luôn rồi. Rồi hên quá. Ok ok lên luôn lên luôn. Rally!
Ok, bây giờ pha lật kèo rất là hay anh em ơi, thì phá được cái chân dớp rồi, thì một cái pha lật kèo rất là kinh điển luôn, thì rất là hay. Thì xui có một cái là cái con AD của nó rất là ngáo luôn. Thì Nghị có vô chơi không? Vô chơi Nghị ơi, anh lên cao thủ rồi Nghị ơi. Thì cưng chia sẻ cho anh đi. Thì pha lật kèo rất là hay luôn Nghị ơi. Trời ơi trời, từ sớm đến giờ có hai ba người xem mà Nghị ơi. Thì cũng khổ cho anh quá, thương tình anh chia sẻ lên Facebook giùm anh đi. Trời ơi khổ quá khổ rồi. Cũng cảm ơn em trước nha. Ok, ăn cơm đi cưng. Chị chia sẻ rồi rộng rãi rồi lên ngay, thì nếu mà anh thành công á thì anh cũng kéo mấy cưng lên hả, không có sao đâu. Thì cái pha lật kèo rất hay luôn. Tưởng đâu thua không là còn có cái trụ mà nó còn nguyên cái trụ luôn. Đây thiệt là khổ luôn. Thôi bây giờ mình lên cao thủ rồi, mình giãn chai thôi. Mình đi cái con Vega đi anh em ơi. Thì để cho mấy nhường cho mấy bạn đi đi đường đi. Thì mình cái pha lật kèo rất là hay luôn, cái pha trận cuối lên cao thủ mà quýnh còn có một trụ một mà còn nửa cái trụ còn nửa cái máu, thì tem bạn còn nguyên một dàn trụ luôn mà sao mà lật kèo cũng được, cũng rất là hay luôn anh em ơi. Thì pha lật kèo rất là ok luôn. Thì chào mấy anh em đang xem live nha. Anh em xem chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ giúp mình anh em ơi. Thì anh em cũng không có tốn tiền tốn bạc gì đâu. Thì bấm vô chữ đăng ký, thì anh em nào muốn nhận được thông báo mới nhất cái YouTube mà mình đăng cái video hoặc là live stream hay gì đó, anh em sẽ nhận được cái thông báo mới nhất anh em. Còn anh em nào mà không thích xem hay gì đó thì anh em bấm cái chuông, tắt chuông thì nó không sẽ không thông báo anh em ơi. Thì anh em cho mình xin lượt đăng ký kênh thì ok rồi. Thì hôm nay mình đi quýnh con Vega anh em ơi. Trời ơi tem nó toàn là bét không kìa. Thì mình cũng mới có thành lập kênh YouTube, thì cũng mới có live stream mà anh em. Thì cũng sinh sau đẻ muộn nên cũng rất là khổ luôn anh em ơi. Thì chưa được kênh YouTube nó đề xuất nhiều. Thì mình cũng đang cái quảng bá cái kênh của mình cho các anh em được biết để đăng ký ủng hộ giúp mình. Cũng nản lòng rồi anh em ơi. Thì làm đâu gần 3 tháng trời mà được có 90 mấy sub hình nha. Khổ thiệt chứ.
Khổ quá khổ anh em ơi. Thì mình làm gần 3 tháng rồi mà được có 90 mấy súp à. Thì cũng rất là cay cú luôn. Qua cóp dần không biết được hay không cái này nè. Thiệt là tình chứ tóc biến đi đi ông nội ơi. Ông vừa đuổi theo hoài luôn á. Từ từ đi, trời ơi gấp gáp gì. Miết đây là miết. Giết nó luôn, đập nó, trời ơi, đập nó còn không, đập đập, bung bung, trời ơi cái gì vậy, cái gì vậy, hên 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 là mình ăn, hên 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 là mình ăn anh em ơi, cái gì đây, ô chạy 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 được không, trời ơi chết tôi rồi chết tôi rồi chết tôi rồi chết rồi, đứng lại. Sao vậy cân? Sao cân bữa nào cân cũng không chơi được hết trơn vậy? Ok em, chia sẻ lên Facebook giùm anh là ok rồi. Thì nào em chơi cũng được hết trơn cân ơi. Chia sẻ giùm anh đi. Trời ơi, ngộ không cai cú hay gì mà giết cái con giết con manga không được luôn kìa. Trời ơi, ngộ không ơi, ngộ không ơi. Cái gì đâu mà nó tố cáo cưng dữ vậy? Cái thằng nào mà nó tố cáo cưng quá trời quá đất vậy? Tố cáo gì 3-4 ngày luôn mà chơi không được luôn vậy? Em giỡn với anh hả? Em giỡn với anh hả gì vậy? Nãy nó giết mình, nó vượt mình tới ổ luôn á anh em ơi. Trời ơi, cái gì đâu mà thiệt. Ngáo hả mày? Rồi thằng nào ngáo thì vô đây, vô đây. Vô đây chơi luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Còn bao nhiêu uy tín nữa, còn bao nhiêu uy tín nữa. Năm thì ngày mai nữa là đủ rồi. Thì ngày nó cộng có 50 tính hả? Trời ơi, pha tốc biến anh em thấy rồi đó, pha tốc biến rất là hay luôn anh em ơi. Tốc biến OT thì nó là cái nghệ thuật kệ anh em. Trời kéo chuẩn quá anh em ơi. Kéo cái gì đâu mà ta đứng ở trong trụ cũng kéo ra nó thiệt tình chứ. Chán đời thiệt. Ở trong trụ mà cứ kéo người ta ra hoài cũng cố gắng là giết người ta né rồi thiệt tình chứ. Ok. Mười mốt là đừng có chửi người ta nha. Chửi người ta là người ta tố cáo là xong luôn đó nghe cưng. Mười mốt đừng quay đặt chữ người ta nha. Rồi xong luôn rồi. Chiến nào mình cấp bùa nó cũng bị nó cho ta. Ê, mấy bạn ơi cứu cứu mình cả gái đây cứu cứu cứu. Trời ơi đã mình chạy muốn chống cẳng rồi, chống cẳng rồi mà cũng
kéo lại rồi chút xíu nữa mình ăn nó luôn rồi anh em. Lần nào cướp bùa cũng gặp cái con na nó qua tới luôn. Có em ơi. Nè 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 nè, UT nè, thấy không? Trời ơi, đã mình nói rồi mà anh em không tin. Cái UT tốc biến, UT thì nó là cái nghệ thuật anh em ơi. Không có thể nào mà để mà quên được hết trơn. Cái vụ mà UT tốc biến này thì ok rồi. Thiệt là tình chứ UT tốc biến anh em thấy đẹp mắt không? Thì anh em đừng có học mình cái chiêu đó anh em ơi. UT tốc biến của Vega rất là kinh khủng luôn. Thì anh em đừng có học những cái pha đó của mình. Thì cái đó là cái nghệ thuật anh em ơi. hai giơ tay nè, đã nói rồi mà không tin cưng đi gian chỗ khác đi, nhiều tướng lắm em, tướng rất là nhiều luôn, tướng nó quá nhiều luôn anh em ơi, tướng nó cái nít tướng nhiều lắm chứ đâu phải ít đâu. Cái nít đó mà giờ ra bán cũng tầm 600-700 ngàn đó chứ không ít. Bốn bốn tướng cũng là ngon rồi. Kéo nó lại. Trời ơi cái con gà gắt này. Kéo cũng kéo không được, nó làm sao? Chỉ có ăn rồi biết kéo thôi mà cũng kéo không nổi, nó làm sao? Thì chào mấy anh em đang xem live nha. Thì mình cũng cảm ơn anh em trong thời gian qua cũng ủng hộ cho mình. Rồi xong rồi, xong rồi. Xong rồi hả mày? Xong thiệt rồi. Rồi trận đấu chắc kết thúc rồi anh em ơi. Thì cái pha tốc biến của Vega cũng rất là lợi hại. Thì anh phiên cưng là đừng có nên mua ạt. Tự cái cưng quýnh lên đi cưng ơi, chứ mua ạt rồi cưng xuống cũng vậy là tốn tiền lắm. Thì cái đẳng cấp của mình tới đâu thì mình quýnh tới đó, thì đừng có nên mua mấy cái ạt làm chi cho tốn tiền. Thì ạt nào mình chơi cũng được hết, thì mình quýnh từ từ mình lên thì nó cũng có kỹ năng sẵn rồi, thì lên trên thì quýnh được. Thì cưng mà nếu mà rồi anh em nào có chơi không, có chơi thì vô chơi. Rồi ok, tạo tem 5 quýnh mà anh em ơi. Rồi phòng 728414 anh em ơi. 728414. Ủa 728614. 728614 anh em.
Phòng 728-614 anh em ơi. Bảy 28614. Phòng 728614, 728614. Bảy 28614 anh em. Thì phòng 728614 nè. Bảy 28614 anh em ơi. Rồi vô chưa? Ok. Phòng 728614. Phòng 728614 anh em ơi, Nguyễn Kha gì có vô chưa? Thì Nguyễn Kha gì có vô chưa Nguyễn Kha? Phòng 728614 anh em ơi. Rồi có anh em nào vô cha chưa? Vô thì 728614 anh em. Rồi vô luôn. Rồi đó, ai đi đường nào mà chọn đường đó đi anh em ơi. Mình đi mít chơi. Cái gì chọn cái gì vậy? Trời ơi, chọn tướng gì vậy? Trời ơi, khổ tôi quá trời khổ rồi. Trời ơi, chết tôi rồi. Thì mình đi top cũng được anh em ơi. Đấu với con pho nữa rồi.
đối với con pho hoặc là con gấu anh em ơi. Thì chào mấy anh em đang xem like nha. Thì anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha anh em. Thì còn anh em nào mà thương tình mình thì chia sẻ lên Facebook hoặc là chia sẻ Zalo đồ các thứ giùm mình đi anh em ơi. Thì cái kênh YouTube mình cũng nhỏ bé nên cũng cần sự giúp đỡ của anh em. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì cảm ơn anh em trước nha anh em ơi, chia sẻ cho mình đi. Thì ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ giúp mình, comment nhiều nhiều vô anh em ơi. Rồi hôm nay mình đi solo với cái con gấu. Rồi chơi với nó luôn. Thì mình chơi cái này cái cuốn sách này mình thay cho nó là cái áo tròn băng giá đi anh em. Chơi nó luôn. Cho nó lết cho nó biết chứ nó biết thế nào là mời manga đi top. Thì mình cũng có làm cái clip mà mời manga đi top lên trang bị full trang bị là cái gì cái trượng băng nha anh em. Thì mình đi top full trang bị trượng băng luôn. Thì mình cũng có làm cái con manga này rồi. Thì nó quýnh cũng rất là ok anh em ơi. Thì cái gì vậy? Đập luôn chơi mày luôn. Thì cái tay dính mồ hôi nên ê cái gì vậy anh yêu anh yêu em bậy rồi anh yêu em bậy rồi. Em sai rồi. Anh bỏ qua cho em đi anh yêu ơi. Chết tôi rồi. Chà, nó qua đây nó ganh quá rồi nè. Thôi mình ôm trụ đi. Mình ôm trụ chút xíu đi nè mày. Cái gì đâu mà mày quá mày gánh hoài vậy Diêu. Tao đâu có làm gì mày đâu. Tao có làm gì mày đâu mà mày quá mày gánh tao hoài luôn thiệt tình chứ. Khổ mày quá trời quá đất kìa. Mày ép người quá đáng thiệt chứ. Mày ép người ép cũng vừa vừa thôi. Chừa cho người ta có đường sống chứ. Cái gì đâu ép quá trời mà. Ép kêu bằng không thể tưởng tượng nổi luôn. Qua nó ép mình thấy nó thấy mình đi top kìa. Tớp đã yếu rồi mà cũng còn ép tới cùng mới chịu. Ê cái con pho này làm gì vậy?
chết mày chưa? Cái tay dính nước nó hơi ấy rồi nè. Gặp cái con diêu này hoài ở đây thiệt tình chứ. Mày gánh, nhưng mày gánh cũng vừa vừa thôi, mày chừa tao gánh chứ. Tao chạy mày đó. Rồi tao biến về, tao chạy mẹ đó. Hết mana luôn rồi. Thôi em chạy anh ơi. Anh chết chưa? Anh chết không? Thì ăn được cái con rồng à, anh em ơi, ăn được cái con rồng. Giờ bỏ cái mạng nó luôn rồi, thiệt tình chứ. Căng à, trận đấu này căng à anh em ơi. Thì à, đi cái con manga này đi top cũng cũng được đi, nhưng mà nó rất là yếu luôn rồi. Cái gì nó qua đây hoài vậy ta? Ở bên đây là cái kho điểm của nó cái gì anh em ơi. Mình cũng không hiểu luôn. Trời ơi, nó còn quá cầu băng xương nữa chứ. Nó còn quá cầu băng xương nữa chứ, thiệt tình chứ. Đây mày chưa thấy tao ưu tiên tóc biến không mày? Nó chưa thấy. Bởi cái con quay ra, mình cầm cái con que ra thì nó tiêu đời nữa rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc dế sầu. Thì mình cầm cái con que ra thì cái con chóc chơi hồi nãy thì nó về tới đàn nó ở rồi, nó không có ở đây nữa đâu anh em ơi. Thôi mình đi về, mình đi về. Mình đi về. Chết cái con AD rồi. Rồi, tem địch chết ba mà tên ta tết gáo luôn. Hổ báo cáo chồng thì cái sự hổ báo cáo chồng thì nó sẽ có kết quả gì đó anh em ơi.
Rồi xong rồi, banh chủ rồi. Banh chủ thiệt à. Cái gì mình dễ quá à ta. Chết tôi ơi. Ê, bậy à, chơi nó luôn anh em ơi. Sợi không ba luôn. Ok thì chút nữa mình cũng đang quýnh tem năm nè, thì anh em nào chơi rồi thì mình cho ra. Nghe thì cái máy của mình bị hư hay gì anh em ơi, thì nãy giờ mình xài chiêu từ hồi sớm giờ mình xài chiêu thấy cái chiêu cũng không được gì hết trơn luôn. Thì cái hạt cũ cưng đâu, anh có cái hạt nào đâu à. Trời, không giết chết cái thằng nào chứ vậy. Sợ mày cái gì đâu mà không dám chơi mày. Trời ơi, thấy cái chiêu một thấy không được luôn. Thấy cái chiêu một không ra luôn á chứ, chết tôi thiệt. Trời ơi, cái thằng Fonantino này nó cay cú thiệt chứ. Một mình nó căng 3, căng 4 luôn. Gì đâu mà thấy cái chiêu 1, chiêu 2 gì, thấy gì mà chiêu cuối gì lõn xà ngầu bấm tùm lum tùm la hết trơn mà nó không chịu nhảy ra cái gì hết trơn luôn. Thôi ở cái đó mình đâu có sợ cái con kho này đâu, thiệt tình. Chứ thấy cái chiêu 1 thì nó lết rồi đâu xài chiêu được. Thiệt tình mà nói khổ thiệt chứ. Đang quýnh cái tem năm đó, mình thấy cái chiêu là nó lết trong đó mà cái gì đâu mà mình trời ăn mạng không được luôn, thiệt tình chứ khổ thiệt chứ. Thì cái con manga này anh em lên cái anh em lên cái áo tròn băng giá thì nó thấy cà lết mà nãy giờ mình cái điện thoại gì mà mình dùng cái chiêu không được luôn, thì xui rồi bị đồng đội KS không thì kiểu này đây quýnh đấm cái kiểu gì ra chết tôi luôn rồi, thiệt tình nó khổ thiệt chứ. Thì tem bạn đâu mất tiêu hết trơn rồi.
nó trốn đâu hết trơn à trời ơi. Thì vô thắng luôn anh em ơi. Chạy về kịp không? Kịp không? Rồi chắc không kịp với nó luôn rồi. Xui cái gì mà xui dữ vậy ta? Đáng lẽ con manga này nó ăn nhiều mạng mới đúng anh em ơi, mà sao mà ăn yếu xìu hả? Mình thấy cái chiêu ra là nó lết, mình có cái áo tròn băng giá rồi thêm cái trượng băng nữa. Trời ơi, mô Phật à. Mô Phật mình giết được một em mà anh em ơi. Trời ơi, mình không có cái ulti tốc biến, phải có tốc biến là ngon à. Một em nữa thì còn sống nổi không? Rồi ok, thì trận đấu kết thúc thì cái cuối cùng mới ăn được mạng anh em ơi, thiệt khổ thiệt chứ. Cái gì đâu bị đồng đội ca hết, mình chết tùm lum mạng hết trơn, thì cuối cùng là giết cũng được hai mạng thì cũng thắng nổi à. Thì cái kỹ năng của mình thì nó cũng không được tốt nữa, nên cũng rất là khổ anh em ơi, thiệt tình. Thì chào mấy anh em đang xem like anh em ơi. Thì anh em nào có chơi thì comment cho mình biết cái anh em. Rồi phòng 728614 cho bạn này ra đi. Rồi ok. Rồi cái trận đấu này mình quýnh cái con gì đây nè. Victor bà like hay sao anh em? Thì cái tay của mình, cái điện thoại nó bị cái gì đâu, nó dính đi không được luôn. Rồi giúp mấy anh cà gắt này cái ơi.
Thì cái con cà gắt với cái con quanh heo này đi chung một xuồng thì nó ngon, cầm cái con dơm thì nó không có hợp anh em ơi. Thì cầm cái con quanh heo thì nó hợp hơn. Thì chào mấy anh em đang xem live nha. Nghĩ nó đang chơi nè cưng ơi. Nó đang quýnh cái con mu gách thái nè. Thì chào mấy anh em đang xem live, thì anh em xem live chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ giúp mình anh em ơi. Thì mình có live trên YouTube 16 giờ hàng ngày anh em. Thì anh em đăng ký kênh, bấm cái chuông thì YouTube nó thông báo cho anh em biết khi nào mình live thì vô đánh chung chơi anh em ơi. Thì game là giải trí mà. Thì cuối ngày thì mình xả chết đi. Thì chơi là vui là chính anh em ơi. Thì thắng thua cũng không quan trọng. Thì kéo mọi loại ganh luôn. Ganh kim cương, tinh anh, cao thủ gì chơi láng hết anh em ơi. Thì chỉ có bạch kim vàng thì chơi không được thôi. Không biết cầm cái con quanh heo quýnh như đấm như thế nào đây nữa nè. Tao đứng ở đây tao chặn đường mày mà đâu có thoát được. Trời, nó thoát luôn rồi. Bay 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 bay. Ê, sum sali cái gì đây? Cái pha tóc biến chút xíu nữa chết ngắt nữa rồi. Khổ thiệt chứ. Cái gì đâu nó hậu báo cáo tròn quá trời quá đất thì còn farm chưa được cái gì đâu. Ê chị Natalia, chị vô đây thì trời ơi, cái con cà gách nó ăn luôn. Tha cái gì mà tha, đi xuống đó rồi mà tha cái gì, đồng đội của bạn đâu mất tiêu hết trơn rồi, tha cái gì, ai cho bạn đi về mà tha, bạn hậu báo cáo tròn quá tha cái gì. Năm thằng nó bu rồi thì hay vậy bạn. Trời ơi, chữ văn nó nhào vô rồi kìa, ghê vậy. Thì không thấy con chữ văn này nó nhào vô nó quánh luôn. Trời ơi, trời không hút nó thiệt tình với con cà gách này cái gì á trời. Đã mình đấu không lại nó mà đứng solo với nó, đấu không lại mà cái gì đâu, ba thằng luôn mà. Để cho mình chết khổ thiệt chứ. Đúng khổ luôn á.
Trời ơi, nó để cho chết luôn, nó không chịu hút, không chịu gì hết trơn, khổ thân tôi thiệt chứ. Gì mình chịu dân này qua hoài vậy ta, bị nó hoài á, canh hay gì á, trời ơi quýnh quanh heo khổ dữ vậy. Kìa phải qua nữa rồi kìa. Ủa sao mình giữ dị ứng con chịu dân này dữ rồi ta. Từ từ đi anh em ơi, từ từ chơi nó đi, khổ thân tôi thiệt chứ. Rồi chết luôn. Rồi quýnh cái con quýnh cái con quanh heo này gà dữ vậy anh em ơi. Trời ơi trời, 0-4 rồi. Trời ơi, nó chạy kìa, nó chạy kìa. Mới thấy ăn được một mạng à. Mới thấy ăn được một mạng à. Ê, 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 ê. Chịu dân này nó qua nó canh nó núp hoài luôn à. Chị không chết nó luôn. Trời ơi, Mugat làm cái gì vậy ta? Không hiểu Mugat nó làm cái gì vậy ta? Kéo ra. Trời ơi, chịu dân nó chạy kìa. Ê, banh nè, banh nè. Thôi không có tóc đánh tóc gì hết trơn luôn rồi. An enemy has been defeated.
không giết được chết ai hết trơn vậy. Khổ rồi. Đúng ngu luôn anh em ơi. Thì mình quýnh cái con quanh heo này đúng ngu luôn á. Cái tay bấm cái chiêu nó không ăn nó cái điện thoại nó bị cái gì rồi. Trời ơi, tóc biến gì mà ăn không nổi luôn á. Kéo ra. Chịu văn đó. Chết tôi rồi. Giết nó luôn. Rồi. Chết đi con ba đâm rồi. Trời ơi, cái gì đâu mà cái chiêu chiều bấm hùng ăn gì chứ vậy ta.
Ông nội ơi, cái gì vậy? Bắt tôi hoài luôn á. À, bốn thằng luôn rồi, bốn thằng à, nó dí rồi kìa. Trời ơi, quýnh AD 27. Khổ thân tôi thiệt chứ. Mít không chịu về, chết ngắt mít rồi. Đúng ngáo luôn. Đúng là thằng ngáo luôn á. Ờ, trận này quýnh quá dở rồi anh em ơi, lâu lâu chơi cái con quanh heo lại quýnh yếu quá yếu anh em ơi. Trời ơi khổ thiệt chứ tôi cũng không biết làm sao để nói nữa, quýnh cái con quanh heo này đúng dở luôn rồi. Ê, nó còn dắt không mà anh? Rồi, hên quá, hên quá. Thì hên ăn được một mạng anh em ơi. Trời ơi, trời, cái điện thoại của mình bấm không có ăn. Nên cái con quanh heo này, cái tóc đánh nó cũng rất là nhanh luôn. Mà có cái là mình bấm nó không có ăn nổi này nè. Chung đi đi thằng ơi, ngồi chết chân vậy. Quá giỏi. Đi chung rồi đấy. Nè lên đừng biết, lên 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 đừng biết nè. Trời ơi, gì đó mà sụp bọt còn ăn mạng được nữa ta ơi, thiệt tình chỉ khổ tôi thiệt chứ. Một cái pha cuối sức thặng thì cũng mình cũng lật kèo anh em ơi, hôm nay lật kèo cũng hơi nhiều anh em. Thì chào mấy anh em đang xem live, thì anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ giúp mình anh em ơi. Thì anh em nào có chơi thì comment cho mình biết một cái thì vào chơi anh em. Thì chuỗi chuỗi 6 anh em ơi. Thì hôm nay mình quýnh like không có thua, không có thua trận nào luôn. Thì anh em nào có chơi không có chơi thì comment cho mình biết cái nghe anh em. Con quanh heo gì đâu mà quýnh quýnh cái tốc độ nó đánh nó cũng rất là hay luôn, mà sao mà mình cái chiêu mình bấm không được. Hôm nay cái điện thoại nó bị cái gì á, bấm không được cái chiêu luôn, thiệt là khổ chứ.
gì quýnh đúng dở luôn anh em ơi. Quýnh dơm đi nè, hôm nay trận nào này mình quýnh dơm đi. Rồi Asu, Athun, Asu, Asun, Aaron. Hello. Hello, hello. Hello. John mà mình bet John, muốn John là bet John mà sợ gì đây? Trời ơi, mình bet John đây. Anh em đừng có xem thường nha. Trời ơi, chết tôi rồi thì John nó bị quỷ cái bet John nè anh em ơi. Trời ơi trời, hổng gài mình không có chơi nó thì cuối tuần nó xét ganh gì mà không có miếng không còn cái bet John nữa anh em ơi. Cái gì hôm nay mình livestream mà có 95 người đăng ký mà giờ nó đứng chăng hết trơn. YouTube này nó cũng không có đề xuất gì cho mấy người mới anh em ơi, cũng rất là khổ luôn. Thì cái gì 95 người mà có 5-6 người đi xem live à, chết tôi rồi thì khổ quá rồi. YouTube nó không có đề xuất đề bỏng gì hết trơn anh em ơi. Thì anh em cố gắng chia sẻ giùm mình các anh em ơi, khổ quá rồi. Mình cũng hay cỡ này đây mà không ai chia sẻ gì, không ai đăng ký gì hết trơn, chết tôi rồi. Cốp nè, qua cốp nè, qua cốp nè. Qua cốp nè. Em buồn. Có chó không? Có. Nhà có chó không? À, cái gì vậy? Vậy 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 vậy. Có chó không? Trời ghê, ơi, ghê. Anh bắn gì mà bắn ghê vậy? Trời ơi, nó bắn rồi kìa. Nó bắn kêu bằng. Vô đường đi đâu đồ má đi vô chung với chết nội. Nó bắn kêu bằng lên bờ xuống ruộng luôn phải chơi đó. Nó tàn hình mình không thấy nó luôn. Do tôi là đụng ma ổng là mà trong cái đội luôn đó. Đây nè. Ôi thằng thằng Asu này bắn hay quá anh em ơi. Hay đâu. Mày làm cái gì mày bắn tao quầy mày. Yeah. Yeah, luôn đây, biết gì không đây.
thiệt đây. Biển lắm. Bắn chết giờ. Thì cái thằng Asu này nó bắn ghê quá, nó bắn đau quá anh em ơi. Cái gì đâu nó ló là nó bắn ghê vậy. Nó bắn xa bằng mình không? Đó. Bắn mình bắn cũng rất là hay chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu anh em. Thằng nào vô đây? Nào vô đây thì mày bắn ai? Bắn ai đây? Đừng có cho mình bắn được nha anh em. Mình bắn được thì nó mệt đó anh em ơi. Mày đúp hoài. Mày bắn xa bằng tao không? Trời ơi, nó bắn kìa, nó núp, nó ló, nó bắn đau thiệt chứ. Không phải chơi đâu anh em ơi. Nó bắn quá đau rồi. Khổ thiệt chứ. Thì cao thủ chứ không phải dạng vừa đâu nha anh em. Trời ơi, giết nó. Ok. Lên luôn nè, lên. Trời ơi, kéo ông ơi, kéo cái gì đâu thiệt tình, ông bỏ cái chữ cuối uổng thiệt chứ. Mày bắn ai? Trời ơi, cái gì mà bắn gì đó mà trúng luôn hả? Bắn quá đau rồi, bắn quá đau rồi. Cho nó trốn được rồi, lấy qua thì nó trốn luôn đó. Rồi banh trụ rồi. Thì quá tệ anh em ơi, trụ banh chạnh chân rồi. Đây.
Asu hả? Asu Asu hả? Trời ơi, cái gì vậy? Bắn gì không trúng nó luôn hả? Thiệt là tình chứ. Bắn ghê quá. Nó bắn cái gì ghê vậy? Lòn đi mình không. Hay quá. Tụi lên đây. Chết luôn rồi. Chết. Bây giờ tôi nó nản rồi. Trời ơi, cái gì vậy, gặp nữa rồi. Khổ thiệt chứ, nó bắn gì ghê vậy. Trời ơi, mình cầm AD bữa chiến nào mình đi cũng chấp nó dài mạng trước hết trơn rồi. Kiểu này đây lật kèo sao không là chết luôn rồi anh em ơi. Trời ơi, bắn cái gì dở vậy? Thiệt tình chứ. Thua rồi, trận này thua rồi. Trời, nó bắn một phát một là thiệt tình chứ. Ngã xu này thiệt.
Chàng này chàng này cái gì? Chàng này cái thằng Mugat này nó quýnh không được rồi. Trời ơi, mình đứng mình lấy cái vòng mình gì chết luôn. Gì mà Asu nó không chết luôn kìa. Trời ơi, cái mạng ông ơi. Trời ơi, nó bắn rồi kìa. Nó đục thấy sợ luôn. Nó thấy mình điếu rồi, nó đục kêu bằng. Chịu với nó luôn thiệt. Quá dở rồi, quá dở anh em ơi. Nó bắn quá, bắn luôn. Rồi xong rồi, thua anh em ơi. Cái trận đấu này mình đúng giả luôn rồi.
Thì anh em nào có chơi thì vô chơi nha anh em ơi. Rồi, mắc chuỗi mình luôn rồi. Rồi anh em nào có chơi thì vô phòng 728 641 anh em ơi. Bảy hai tám sáu bốn một. Rồi, trận này mình quýnh cái con đất ngộ không nha anh em ơi. Hai trận quýnh hai cái con hai trận quýnh hai cái con AD thì ăn trận thua một trận anh em ơi, mới thua một trận thì đổ 6 trận là thua một trận ăn 5 anh em. Thì trời ơi mình giúp chọn đây nè, thiệt là tình chứ. Thì chào mấy anh em đang xem live, thì anh em nào chưa đăng ký kênh ủng hộ mình anh em ơi, đăng ký ủng hộ mình anh em, khổ quá khổ rồi. Trời ơi, mình chọn ngộ không mà nó chọn người ta ga alan nhẹ gon, trời ơi máu tình đập sao nổi nữa, đập đây. 10 seconds remaining. Cái gì đâu mà nó chọn a cái gì ta ga rồi a lan rồi a gon rồi tùm lum hết trơn, e tờ lưa không chưa hết trơn anh em ơi, e a t rồi tờ lưa hết trơn, tập không biết được hay không đây nè. Khổ thiệt chứ. Rồi, vô trận đấu thôi. Ba mất chuỗi 8 luôn rồi. Rồi.
Tên luôn là nghĩ ai? Đừng có vô. Tên luôn là nghĩ ai? Trời ơi, trời ơi, ăn rồi tội nó kéo ra ăn xuống hả? Về đi quên. Tên luôn, đánh luôn nè, đánh bồ luôn nè. Đánh bồ luôn nè. Bồ ca đi vô làm gì? Đánh con bồ nè. Tao về trước à? Áo đùi. Nó vượt tới cùng luôn mà. Alo, má cái chặn đường quá. Ê. Ngộ công tiêu luôn. Ăn gần không biết làm gì nãy giờ tiêu luôn. Thì cái con ngộ không này thì nó đầu chặn thì nó phế lắm anh ơi. Thì tầm cuối chặn thì nó quýnh rất là ok. Về đây. Thì cái con ngộ không này nó lật kèo cũng rất là hay anh em ơi. À, ta khó nuôi rồi. Ê, cái gì vậy? Chạy về thôi. Ê, đi không được luôn ta. Khổ thiệt chứ, hai bạn luôn rồi. Trời ơi, con chút nữa không chết rồi. Rồi gặp ma đế điên mình nữa rồi kìa. Họ đế điên mình họ lên dĩa vậy. Chạy điên mình nữa rồi mà. Con Kali này nãy giờ nó ức chế nó nãy giờ luôn. Tiền chặn hai chặn nữa cưng ơi. Tam bà nội đó nó đi có một mặt bọn nó đi hoài nó đi tham gì. Your tower has been destroyed.
Hello, chào bạn nha. Thì bạn có đăng ký kênh cho bạn ơi, thì mình cũng cái kênh cũng mới thành lập nên nhờ anh em cũng đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nữa nè. Trời ơi, quýnh chết có một thằng một thiệt tình chứ cái con gì cái con Kali này nó bắn đau quá. Cái pha đó mà không có cái con Kali thì ok rồi. Đau quá, đủ mẹ vậy đó. Trời ơi, gì mà nó không chịu chạy kìa. Đứng ra gán gượng nè. Như vậy đó mà còn gán gượng ái chứ cuối nè. Vậy mà còn gán gượng mà để mở cái chiêu cuối, bỏ cái chiêu cuối ra. Trời ơi. Rồi chết luôn. Chổi không? Chổi điên mình không? Gì mà quân được chết ba quân ta chết hết vậy. Về đây cái gì là hai thằng ba thằng. Ok được, xong cái này vô được. Ơ à, cái gì ấy đi. Cái gì ấy? Trời ơi cái gì vậy? Đi không được cái gì luôn. Thì cái mạng nó giật quá trời giật luôn. Thì lúc này cái con ngộ không đập được nghe anh em ơi. Đập cũng rất là ok rồi đó nghe nè. Come on.
nghe đây. Các bạn nó quá yếu rồi nè bạn. Nó giữ trụ ghê vậy. Ta ra gượt tới luôn nè. Trời ơi, bắn cái gì ông ơi. Rồi, bị đồng đội mình ám sát kìa. Rồi chết sạch chết trơn vậy. Thiệt tình. Cái gì khó đánh quá vậy ta? Bùa anh em ơi, thì xử từ thằng luôn. Rồi ăn cái con rồng này không kịp rồi, chắc bỏ cái giáp hồn mệnh luôn anh em ơi. Thấy không?
Trời ơi, cái gì kỳ vậy ta? Như vậy mà không ăn được cái con AD nó luôn. Thiệt tình nó khổ thiệt chứ. Chết luôn rồi. Thì bắt được cái con AD đó thì ngon rồi anh em ơi. Trời ơi cái kìa. Kéo cái gì vậy support? Rồi xong luôn. Rồi bị lật kèo luôn. Rồi chết hết trơn luôn. Hay nha mày. Chết tôi rồi. Bấm cái chiêu không được nè chứ. Cái gì vuốt cái chiêu mất tiêu hết trơn, mất tiêu hết trơn người ta. Thôi đi về. Chết luôn, chút xíu là chết ngắt rồi. Quá cay vậy. Rồi thua luôn. Thua luôn anh em ơi. Ê, còn chắc không mạnh, còn chắc mạnh kìa. Trời ơi.
rồi phá trụ nó hết trơn đi anh em ơi, đính nó tràn lên quá rồi. Lên luôn, lên luôn. Hết mình hết máu rồi mà cứ đi về đi, không chịu đi về, thua luôn. Con Taga nó bị con lính nó biết chết chết ngắt luôn. Con Alan chút xíu nó bị con lính gượt luôn rồi. Lùi đi. Lui không chịu lui nè, chết hết trơn luôn nè. Quê ghét làm gì giờ này farm vậy trời. Giờ này còn farm bỏng gì nữa. Rồi anh em nào có chơi thì vô chơi anh em ơi.
Rồi lúc này còn hai người chơi hả anh em ơi? Thì mình like trận này nữa thì mình ngưng anh em. Rồi trận đấu này không biết mình chơi cái gì luôn anh em ơi. Chắc mình chơi cái con chơi cái con mà Ajinka đi anh em ơi. Hỏi 3 hẻm xe 4 lần ra hỏi em nào. 3 hẻm xe 4 lần. Nó có 3 hẻm xe 4 này là đường xe 4 nhau hẻm nữa. Xe 4 sân banh hay gà ta hay là không bối. Sân banh chạy trong là sân banh á, chóng á. Rồi gặp tí top tùm lum trên nè. Hôm nay mình like mà đánh thắng 6-7 trận thua có 1 trận anh em ơi, nhưng mà không biết không có mà lên súp mà còn gác súp nữa anh em ơi. Thiệt là khổ luôn. Thì mới 95 súp mà bây giờ còn có 94 súp rồi anh em ơi. Không được lên mà. Ok bạn ơi, mình không có được lên súp mà còn xuống súp nữa, mình cũng không hiểu làm sao nữa anh em ơi, khổ quá thiệt. Ok cũng cảm ơn bạn. Thì bạn có đăng ký kênh thì đăng ký kênh giùm mình nha bạn ơi. Trời ơi bữa nay hôm gài like cũng được cũng bữa nào cũng được 4-5 sub hết trơn. Hôm nay like gì mà quýnh thắng 7-8 trận luôn mà thắng không mà cái gì đâu mà quýnh thắng mà bị gớt sub nữa thì thôi chịu luôn rồi. Thiệt tình chứ nó khổ thiệt chứ. Thì chắc mai bố mình like quýnh thua không quá anh em ơi, thua anh em mới xem nhiều chứ thắng anh em cũng không có xem nữa anh em ơi, thiệt tình khổ thiệt. Rồi đời lận đặng đời lang thang gì nó cầm con bút bà lai nó đi gần không biết đấu có lại cái con ngộ không này không nữa đây nè. Thì mình like từ 6 giờ cho tới 9 giờ anh em. Thì anh em nào muốn chơi thì 6 giờ vô chơi cùng mình. Thì anh em chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp mình anh em ơi. Thì mình livestream 6 giờ hàng ngày. Thì ngày nào cũng livestream hết trơn á. Rồi con mít đi support hay gì rồi. Ủa rồi nó chọn con mít nó đi cái gì. Đi top luôn. Chịu luôn rồi. Victor Bly.
Chết thiệt chứ. Làm gì vậy bà Lý Thiền? Bà Lý Thiền bà làm cái gì vậy? Con ngộ không này nó đang lâm le đây nè. Có qua được đâu, có qua được đâu, chưa có qua được. Thủ trụ chút xíu đi. Đã con có con đã có ai danh ca rồi mà nó còn chọn cái gì? Đã có ai danh ca rồi mà còn chọn KC nữa thì chịu thiệt tình chứ. Đường 55 ơi. Nghe nghe nghe. TikTok đường 55 ơi. Ok, TikTok vào. TikTok cho lên TikTok luôn. Rồi xong luôn. Không chịu đâu dài trời. Rồi mình làm gì ăn ngộ không? Mình làm gì ngộ không? Không chết. Trời ơi, làm hổ báo cáo trộm quá mà. Hổ báo cáo trộm quá, anh sử dụng cái tuyệt chiêu cuối mà cứ sao mà cứ chịu nổi mà. Hỏi xin người gì chưa? Trời ơi, sao mà chịu nổi. Sao mà chịu nổi cái tuyệt chiêu của danh ca của mình đây. Trời ơi, giỡn. Ê, cái gì vậy? Chủ nè mấy bạn ơi.
chán quá. Rồi xong rồi, xong rồi, xong rồi. YouTuber 55 này. Mặc dù anh là con trai sáng dậy tên thương 55 này. Gì đó mà sụp bọt nó chết được, hay thiệt chứ. Trời ơi, chết tôi rồi. Đừng chết này, đừng chết này. Hỏi không sao đâu. Nó mà không hết mana đi. Trời ơi, nó trâu quá trâu rồi. Trâu thiệt chứ phải chơi đâu anh em ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Điêu thiền ở đâu ra? Chơi mày luôn mày. Để chi cuối không nhầm gì luôn á tay. Châu nó ỉ nó châu rồi nó ấy quá. Thôi chạy về thôi nó gượt cái là xong luôn á. Khổ thiệt chứ. Có ăn cái con rồng không ông? Ê, trời ơi, cao thủ bạn ơi.
Làm gì ăn cháu làm gì vậy? Về 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 thôi. Khổ thiệt chứ, rồi nép quá rồi, nép quá rồi. Hổ báo cáo trời quá. Quýnh nhiều rồi bạn ơi. Thì mình chơi cũng nhiều nên mới có lên làm YouTube này à. Thì mong bạn cũng cũng bạn đăng ký ủng hộ giúp mình nha anh em ơi. Đi về thằng Ngô Không nó ra nó đập cái khổ luôn. Rồi thấy không? Trời ơi cái gì vậy? Mình nói rồi mà không tin, thiệt tình chứ nó ra nó đập thiệt. Nó canh mà. Thì mình cũng không có đề phòng nữa, mình tưởng đâu nó đi lên trên đây rồi nó đi xuống dưới đó nó canh luôn. Thiệt là khổ chứ. Giữ cái trụ để nát ba đường là mệt luôn, giữ cái trụ. Rồi cái con trâu này. Chết tụi mày không? Trời ơi. Tưởng đâu mình là ai, mình là Ajanka đó. Ajanka, ê, bậy, Ajanka chết luôn rồi. Ngộ Công, Ngộ Khỉ rồi, nó sẽ chết, cứ tùm lum tùm la, chết, giết nó. Ok. Thì một cái pha cũng, mình ăn cái double kill cũng là ngon rồi. Thì cái con A2 cho tay này nó cũng lên cái giáp hộ mệnh kìa. Cái con KC này nó chọn cái con KC này làm cái gì không biết nữa. Mình có miếp rồi mà nó cũng chọn nữa. Thiệt là khổ chứ. Rồi xong rồi đây rồi. Thôi mình bán cái này lên cái con ấy nó lên nè. Thôi ông ơi, ông ấy hoài luôn, ông đập hoài luôn á ông ơi. Gần ơi là gần. Chém nó. Đứng thôi không chém nó thôi thua rồi. Ê, support. Hên quá. Trời ơi, con trâu giết luôn. Đổ máu có chồng, trâu giết luôn, không còn một miếng máu. Thiệt là tình. Khổ tôi thiệt chứ.
rồi cái gì mà không chịu lên vô ăn luôn, rồi ơi nó ra nữa rồi anh em ơi, khổ thiệt chứ, ngày đây nó ra nữa rồi, kéo nó ra vô bắn cái trụ cái AD ơi. Hay. Trời ơi, cái trụ còn có chút xíu máu mà ăn không được luôn kìa. Chết tôi. Mình nói rồi mà không tin. Mình nói rồi mà không tin cái con trâu này muốn giết mình hả vậy? Giết ai mày? Rồi, trận đấu kết thúc rồi anh em ơi. Thì một cái pha phải nói là cốp gồng của ganh gồng rất là ok. Thì chào tạm biệt anh em nha. Thì mình có live 18 giờ hàng ngày. Thì anh em nào có vô chơi thì 18 giờ hàng ngày vô chơi với mình, đừng quên đăng ký kênh nha anh em ơi.